Today's enlightening entertainment will be presented in Alexi's or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Võng cổ là một thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ miền Tây Nam, Âu Lạc, Việt Nam và là một trong những làn điệu căn bản của nghệ thuật sân khấu cải lương. Bài võng cổ đầu tiên mang tên Dạ Cổ Hoài Lan do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác vào năm 1917. Và từ đó, võng cổ ngày càng phong phú thêm về nhịp điệu, lối hò, cách ngân của cung đàn. Từ khoảng đầu thập niên 1960, tân nhạc đã được đưa vào vọng cổ, tạo nên một dòng nhạc mới gọi là tân cổ giao duyên. Thích hợp với bản tính nhẹ nhàng, giàu tình cảm của người miền Nam, nên các bài hát tân cổ giao duyên rất được thịnh hành từ làng quê đến thị thành. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này. Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và trôi pha bao nỗi niềm đau khổ. Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, Truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các thể loại âm nhạc truyền thống từ Âu Lạc Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên hành tinh rực rỡ này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt gửi đến quý vị tiếng hát và sáng tác của hai nghệ sĩ cải lương tài danh, được ban tặng nhiều giải thưởng cao quý trong bộ môn cổ nhạc. Nghệ sĩ Châu Thanh được trao giải danh ca vọng cổ vào năm 1990. Sang năm 1993, anh được giải huy chương vàng Trần Hữu Trang. Năm 1995, nghệ sĩ Châu Thanh được giải biểu tượng xuất sắc huy chương vàng liên hoan sân khấu toàn quốc. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được giải huy chương vàng hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1990 và 1995 qua hai vở tuồng Đêm Trắng và Phúc Ly Hương. Vở Phúc Ly Hương do chính nghệ sĩ Thanh Kim Huệ soạn và được huy chương vàng về tác phẩm. Kính mời quý vị thưởng thức một chương trình vọng cổ và tân cổ giao duyên hôm nay. Có một tình yêu xanh mãi dầu thời gian có xóa nhòa. Có một tình yêu tươi mãi dẫu không gian chia cách, một tình yêu huyền diệu và luôn hiện hữu nơi địa đàn thuở ấy và thật gần qua tên của một loài hoa, đừng quên nhau. Có gì cao quý và nên thơ bằng tình yêu chung thủy dù muôn dặm xa vời.
Những lời ca êm dịu này được thể hiện qua bài Tân Cổ Giao Duyên Đừng Quên Nhau, lời thơ và dòng nhạc của Thanh Hải Vô Thượng Sư, lời vọng cổ của nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được trình bày bởi chính nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Châu Thanh. Kính mời quý khán giả thưởng thức. Người yêu ơi biết chăng một loài hoa mơ màng mang danh nhang quyền diệu, đừng quên ta đừng quên nhau. Hoa tươi màu xanh xanh đẹp như màu thiên thánh, nơi địa đàng cũng xa ngân hà cao vời vời xanh khơi tình bao la. Hoa tươi màu xanh xanh đẹp như màu thiên thánh, nơi địa đàng cũng xa ngân hà cao vời vời xanh khơi tình bao. Người yêu ơi em biết chăng em có một loài hoa mơ màng như mộng, hoa mang sắc hương đậm đà màu chung thủy như tình ta muôn kiếp chẳng nào mở rộng cánh chờ ta. Nụ cười em tươi như vàng cành hoa, mái tóc em như dòng suối mượt mà, hương bay bay theo làn gió bay bay, ôi trăm vàng nghìn ngài mà hương kia dần thấm mơ. Người yêu ơi biết chăng một loài hoa mơ màng mang dung nhan nguyện phiêu, đừng quên ta đừng quên nhau, xin mãi mãi đừng quên nhau. Anh hỡi vẫn tìm nhau dù vạn kiếp muôn đời. Đã cùng màu xanh
xanh xanh đẹp như mộ phiến thanh, nơi địa đàng cũng xa ngân hạ cao vời vời xanh khơi tình bao la. Hoa tươi màu xanh xanh đẹp như mộ phiến thanh, nơi địa đàng cũng xa ngân hạ cao vời vời xanh khơi tình bao la. Tình ta sẽ giữ lại thêm gần. Hai hứa cùng anh mình rủ bụi phong trần, ta bay cao lên tầng trời xanh thẳm, lướt ngàn mây tung cánh vượt ngàn sao. Dòng thời gian dù cho có quá bao, ta vẫn giữ giống nhạc màu sắc. Tay nắm tay cho thêm tu bàn chặt, mãi tìm nhau qua ánh mắt đời. Như màu thiên thanh nơi địa đàng cũng xa ngân hà cao vời vời xanh khơi tình bao la. Biết chăng em đừng quên nhau đừng quên ta, biết chăng em đừng quên nhau đừng quên ta. Đừng từng ta bao la như ngân hà cao dời dời, trời dần xanh trong màu xanh của yên lành. Dường như sớm đã xuống đêm qua, để lại dần xanh những ngọc ngà. Sáng nay nắng mộng rung vì gió gợi nhớ bao ngày xuân trong qua. Ngài Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, những đóa sen vàng nâng gót chân Ngài báo hiệu điềm lành cho muôn loài. Với lòng từ bi bao la, Ngài đã lìa bỏ đời sống nhung lụa chốn cung đình, hầu tìm ra chân lý để cứu chúng sinh vượt qua bể khổ trầm luân. Ngài là Đức Thích Ca Mâu Ni, một minh sư đắc đạo mà ánh đạo vàng vẫn tiếp tục soi sáng cho biết bao nhiêu linh hồn cho đến ngày nay. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Thái tử chào đời do Sơn Pháp và Thanh Kim Huệ sáng tác, được trình bày qua giọng ca ngọt ngào của Thanh Kim Huệ. Hiền đồn xa mấy ngàn năm rồi chẳng mãi thôn ngừng.
Hoàng hậu Ma Gia đi vào vườn hoa, đến gốc cây ưu đàm nở hoa thơm ngát. Vừa đưa tay với hai cành hoa thì nói không phải, thái tử bước ra đi trên bãi đó vì sao biển mênh mông êm đềm bỗng trở thành những cơn sóng kinh hoàng. Xin đừng than trách trời cao mà hãy hỏi chính mình đã và đang làm gì. Phải chăng đây là lời nhắc nhở nhân loại biết yêu thương và ngừng gây thống khổ? Hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của Phật trời và các bậc chân sư. Trân quý mọi sự sống thì đời sống của chính ta sẽ được an bình. Hãy để tình huynh đệ trải rộng khắp nơi trên địa cầu, và rồi sẽ chỉ còn những cơn sóng nhỏ hồn nhiên ru ta bên những bờ biển xinh đẹp, hiền hòa. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Cơn Sóng Thần, một sáng tác của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua phần trình bày của chính tác giả. Cơn sóng thần nổi lên từ lòng biển, nhấn chìm bao sóng mạng cõi nhân gian.
đổi kinh hoàng. Phải chăng đây là sở thất mà thần tiên đã bao trước? Nhưng dẫu có hình dung thế nào tôi cũng không ngờ được rằng nó kinh thiên động địa gấp mà trang nghiêm.
cho tình đồ. Địa ngục sẽ tan đi, Tây Thiên liền hiện đến, dạng vật cho tâm tâm chuyển qua duyên lành. Một pháp môn Quán Âm tại thế, thất nhiệm mầu quyền diệu siêu linh. Vì Phật có nói rằng phước đức cho ai gặp được chân sư, bởi họ đã gieo sẵn cội lành vô lượng kiếp. Vì chúng sanh đời này gây quá nhiều ác nghiệp, nên bây giờ phải cộng nghiệp gánh đau thương. Thì nói vậy chứ tận mắt nhìn thấy cảnh tê lương, ai tránh khỏi lòng đau và xót. Vì họ gây ác nghiệp từ kiếp nào không biết, nhưng giờ đây nhìn họ khổ sao đành. Chư Phật ơi xin cứu độ chúng sanh, khai chuyển qua tâm linh người tiền địa ngục nở hoa sen. Tà áo bay chuyên chở làn gió mát tình thương, ánh mắt nhìn dịu dàng chiều mến, làm lòng cùng tử cô đơn như ấm lại. Dòng suối Cam Lồ gội rửa bao bụi trần chiếu nặng kẻ phàm nhân. Ngài là ai mà lặng lẽ âm thầm ban phép lạ cho toàn nhân loại, để cuộc đời này có thêm hy vọng, để kẻ lầm đường có lối quay về. Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, là hiện thân của Đấng Đại Từ Đại Bi, luôn là niềm an ủi cho muôn người trong lúc hoạn nạn khổ đau. Ôi, lòng phàm tử bỗng dâng tràn niềm tri ân vô vàn. Mang tâm trạng này, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã cảm tác bài vọng cổ Quán Thế Âm. Kính mời quý vị thưởng thức qua giọng ca của chính tác giả. Từ bi vô lượng, lòng thương xót chúng sanh như biển rộng sông dài. Ơi Ngài Quán Thế Âm, con thầm gọi tên Ngài mà lâng lâng cảm xúc. Người là niềm tin, người là ánh sáng lung linh, chiếu vào hồn con, xua đêm dài bóng tối vô minh. Người đưa tay nắm lấy tay con, dắt con ra khỏi đường đêm. Từ vô lượng kiếp xa xưa con mãi
Người đã bao phen cứu vớt đời con ra khỏi cánh tay nàng. Người đã dám yêu con từ ngõ hẹp tối tăm về nơi vốn quy hoàng. Dòng đời đưa đẩy con rơi vào nơi hố thẳm vực sâu, nhưng rồi có bàn tay quyền diệu đỡ nâng, và như đã cho con thêm sức mạnh. Ôi người là điểm tựa thiêng liêng, là đấng mẹ hiền mang dòng tay nhân ái. Quán Thế Âm Bồ Tát, giờ
kiếp nghìn đời không biết mỏi, người vẫn nghe tiếng nói của thế gian. Ôi Phật pháp nhiệm màu cao cả vô biên, cho nhân loại xua tan hết nỗi đau phiền. Nước cam lồ suối mát cả lòng con, niềm xúc động dâng tràn trong tâm tình. Xin hộ về cho con đời đời không lạc hướng, mãi mãi quay về với nẻo thiện đường ngay. Từ cõi thượng thiên nhìn thấy chúng sinh cõi ta bà chìm đắm trong bể khổ, với tâm từ bi bác ái vô biên, Ngài đã giáng trần hầu thăng hoa thế giới cứu độ sinh linh. Cảm kích ân đức cao sâu của Minh Sư, nghệ sĩ Châu Thanh cùng nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu đã sáng tác ca khúc Cảm tạ ơn Thầy, kính dâng lên Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cảm tạ ơn Thầy do chính tác giả trình bày với phần múa minh họa của các hội viên chúng tôi từ miền Nam Âu Lạc. Thanh âm sâu thẳm như tình mẹ, hải hà vạn pháp độ chúng sanh, vô minh xua hết đời an lạc, thượng thiên ngày đến cõi ta bà. Sư phụ ngàn đời mãi bên ta. Sáng sanh hai vật đau lòng, dùng trái ta cứu nguy muôn người an lạc, mình vui chúng sanh khắp nơi cùng chung. Đời đời ta ghi nhớ lời giảng cao quý ấy, quy khắc trong tâm không hề phai. Sẽ không phụ lòng của ngài, người đã đem ánh sáng đạo vàng cho đời. Lòng con đây xiết bao vui mừng gặp ngài, ngài đã cứu quy cũng quy cho đời con. Xuống nơi dương trần đổ đời, vì chúng sanh ở nơi ta bà tham sâu. Đời mà ta biết bao điều tàng khôn lường, cuồng phong bao dòng khắp nơi lầm than. Ngài khuyên ta quyết tâm tu hành chánh chương, đừng ham chi
sáng xanh hai gặp đau lòng. Dùng trái ta cứu quê muôn người an lành, mình vui chúng sanh khắp nơi cùng chung. Đời đời ta ghi nhớ lời vàng cao quý ấy, quý khắc trong tâm không hề phai. Nguyện trong tâm sẽ không phụ lòng của ngài, người đã đem ánh sáng đạo vàng cho đời. Lòng con đây xin bao vui ngắm ngài, ngài đã cứu huy cũng huy cho đời. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn hai nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và Châu Thanh do truyền hình Vô Thượng Sư thực hiện. Dạ, xin chào chị Thanh Kim Huệ và anh Châu Thanh. Rất hân hạnh chào mừng anh chị đến với truyền hình Vô Thượng Sư ngày hôm nay. Dạ, xin chị có thể chia sẻ với quý khán giả được biết là chị đã đến với bộ môn cải lương này từ bao giờ và như thế nào thưa chị? Thì Thanh Kim Huệ đến với bộ môn nghệ thuật cải lương từ hồi còn nhỏ. Khoảng 4-5 tuổi thì ba má của Thanh Kim Huệ là cho mướn âm thanh. Cho mướn âm thanh là hồi xưa âm thanh nó cũng không có hiện đại như bây giờ, là chỉ là nhỏ thôi, rồi cái micro thì kéo qua kéo lại để cho diễn viên hát tới đâu thì ta kéo qua tới đó vậy đó. Yeah. Vậy đi theo đoàn để chơi thôi. Thì có một chú trong đoàn là chú Hoàng Siêu, thì chú nói là con có cái giọng ca hay đó mà con chưa biết nhịp thôi. Yeah. Để chú nhờ người ta dạy nhịp cho con. Thì đó là chú nhờ một cái ông là gọi là bác chính rỡ bác dạy cho mình, thành ra yeah, mình ca được chỉ không thời gian ngắn là đã ca được 6 câu. Thì ở trong đoàn hôm đó thì có một cái vở tuồng là có một cái em bé dai, một em bé cái là chỉ là ẩm ra ca hai câu câu rồi ca nhất xong ẩm vô thôi. Yeah. Thì Thanh Huệ nói cái dai này cũng dễ quá à, thôi là được rồi mình làm. Thì làm cái dai đó thì bước ra ca nhưng mà cũng còn rung lắm. Yeah. Thì lần đầu tiên lên sân khấu là như vậy. Yeah. Rồi sau đó thì cảm thấy cái nghề này cũng thấy có nhiều cái hay, dần dần rồi cái mình được tham gia nhiều, mình cố gắng cho nên là được nhiều người lớn người ta thương. Thì ngày Thanh Kim Huệ đầu tiên thôi dĩa là lúc đó thì Thanh Kim Huệ còn nhỏ lắm, khoảng chừng 14-15 tuổi. Ba mình là người đờn ca tài tử, nhưng ba nói thấy nghệ sĩ sau cuộc sống dài đây mai đó, ba nói sợ con nữa giống nghề theo cái nghề đó cực cho con. Dạ. Nhưng mà sau này tự nhiên cũng đi đến cái nghề hát, đúng. Dạ. Là cái duyên nghiệp. Dạ thưa chị Thanh Kim Huệ, được biết chị cũng biên soạn một số kịch bản cho các tuồng cải lương. Và chị cùng với phu quân của chị là nghệ sĩ Thanh Điền đã dồn rất nhiều tâm huyết cho công việc này. Và chị có thể cho biết thêm là điều gì đã khiến cho chị và phu quân chị làm công việc rất có ý nghĩa này thưa chị? Thanh Huệ nghĩ cải lương là một bộ môn đặc trưng của sân khấu miền Nam, nhất là vùng Tây Nam Bộ. Những câu ca dao, những điệu lý, những câu hò nó chỉ xuất phát từ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Yeah. Riêng tôi nghĩ mình phải có bổn phận phải gìn giữ cái bản sắc dân tộc này, nó đã đi sâu vào lòng của người bộ điệu rồi và. Yeah. Nó là một cái bộ môn rất là lạ mà không có ở đây đâu có, chỉ có ở. Yeah. Miền Nam Việt Nam mới có. Yeah. Thưa chị Thanh Kim Huệ, chị cũng đạt rất nhiều giải thưởng trong bộ môn cải lương này, đặc biệt là chị đã gặt hái được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Điều hạnh phúc của mình là được trao nhà nước trao tặng cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Yeah. Thì đối với nhà nước Việt Nam thì cái giải đó là người ta dành trao tặng nghệ sĩ là có nhiều sự cống hiến. Yeah. Về nghề nghiệp lẫn đạo đức. Dạ thưa anh Châu Thanh, và được biết anh cũng là một Phật tử rất mộ đạo, theo anh á, thì âm nhạc và tâm linh có liên quan gì với nhau thưa anh? Thưa Châu Thanh nghĩ rằng âm nhạc và tâm linh rất là gắn bó với nhau. Dạ. Tại vì âm nhạc mới chuyển tải được những cái tâm linh đem đến gần gũi với lại tất cả quý vị khán giả. Dạ. Anh chị có thể cho quý khán giả được biết là anh chị có cảm tưởng ra sao về tương lai
của bộ môn nghệ thuật cải lương. Mơ ước của tôi á là được đem cái bộ môn nghệ thuật cải lương ra thế giới, phục vụ cho những vị khách nước ngoài. Dạ. Bởi vì có một lần có chương trình Trần Trang Cổ Nhạc, đó là lần đầu tiên diễn tại khách sạn Rex, thì mình nhìn xuống mình thấy ủa sao khán giả nước ngoài nhiều quá, họ xem với một ánh mắt rất là thành khẩn và ngưỡng mộ. Thì tôi muốn mong rằng là muốn giới thiệu bộ môn này cho khán giả nước ngoài biết, làm gì chỉ riêng có sân khấu Việt Nam mới có bộ môn này. Em có một câu hỏi như là anh chị có thích ăn chay không? Dạ. Và anh chị có dự định là ăn chay thêm trong đời sống hàng ngày của mình để thể hiện tấm gương từ bi của Đức Phật không, thưa anh chị? Khi ăn chay thì Châu Thanh cũng có nghiệm ra những cái câu thơ thế này. Thì Châu Thanh có cảm nghĩ thế này: sơn hào hải vị cao sang, nhưng mà đâu được thế gian khen gì. Yeah. Chỉ nghe lời nói dị kỳ, dùng chi mắt quá dễ thì phí ghê. Ai ơi ta chớ đam mê, sát sanh hại vật hướng về dùng chay. Muối dưa đạm bạc qua ngày, nhưng mà ta được khen hoài người ơi. Tôi thì thật ra thì mình cũng hồi năm 14 tuổi mình đã có tìm hiểu về Phật Pháp rồi. Dạ. Mình hiểu rằng thật ra thì ăn chay là gì, để thể hiện cái tấm lòng từ bi. Là gì? Bởi vì chúng sanh cũng là những người bạn của mình trên cái quả địa cầu này, mà nó yếu đuối hơn mình, thì tại sao là mình phải giết nó để mà ăn? Dạ, thì khi mình giết nó cũng đau đớn, nó kêu khóc chứ, dòm cái giống y như mình. Thành ra bây giờ thì Thanh Công Huệ thấy dòm nhìn con gà, tự nhiên đi đường mà thấy con gà đi ngoài đường mình cũng cảm thấy thương, mà nhìn một con trâu hay con bò con ngựa gì đi ngang mình cũng thấy thương vô cùng. Thương thật là thương như thương một người bạn đồng hành vậy đó, bởi vì họ cũng đồng hành với mình trên cái quả địa cầu này để làm vui cho mình, giúp đỡ cho mình. Thanh Công Huệ đang cố gắng để mà thuần chay, bởi vì cái mình ở chay để thể hiện tấm lòng từ bi đối với những người bạn, thế thôi. Trước khi tạm biệt, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Châu Thanh đã kính gửi đến ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và khán giả toàn cầu những lời chúc chân thành. Thanh Huệ xin chúc sức khỏe cho sư phụ và những người thực hiện chương trình được thân tâm an lạc, và nhất là phải có sức khỏe đầy đủ để phục sự cho Phật Pháp. Thì mong mỏi rằng tất cả mọi người ai cũng hồi tâm hướng thiện, và để cho phi câu này nó ngày càng tốt đẹp hơn. Dạ, xin kính chúc sức khỏe hết toàn tất cả quý vị. Châu Thanh xin trân trọng gửi đến sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, cũng như gửi đến tất cả quý vị đệ tử của sư phụ và tất cả quý vị khán giả khắp nơi thật là nhiều hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một chương trình vọng cổ và tân cổ giao duyên âm nhạc dân gian miền Nam Âu Lạc. Văn nghệ Thiên Cung xin cảm tạ sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu đã mang lại niềm vui cho khán thính giả ái mộ bộ môn cổ nhạc. Nguyện xin đời sống của quý vị được nhiều ân sủng của Phật trời, và những ước mơ nghệ thuật cũng như tâm linh cao cả sẽ sớm thành hiện thực. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Tiếp theo đây là lời Pháp Cam Lồ sau tin đáng chú ý trên truyền hình Vô Thượng Sư. Xin quý vị đón xem vào thứ năm tuần sau vở thoại kịch Lá Sầu Riêng của soạn giả Hoàng Dũng. Kính chúc quý vị luôn may mắn và nhiều hạnh phúc. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Coming up next is Words of Wisdom after Noteworthy News on Supreme Master Television. Please tune in next Thursday for the out-of-seas drama Leaf of the Durian Tree, written by playwright Hoàng Dũng. May you be blessed with the best of luck and happiness always. For more details, please see www.suprememastertv.com/EE.